Một nguyên tố nữa, và chúng ta thấy nguyên tố này có 4 âm tiết. Và chúng ta cùng đọc tên tiếng Anh của nó, mặt chữ ở đây, và chúng ta thấy phiên âm của nó như sau. Chúng ta thấy âm tiết số 2 là âm được nhấn trọng âm, và chúng ta đọc là rí. Nhưng âm còn lại là âm không nhấn trọng âm, mình đọc là điềm. Điềm. Âm đầu tiên là âm không nhấn trọng âm, mình đọc là y. Rất dễ đúng không ạ? Y, rí, điềm. Ở đây chỉ có một chú ý duy nhất, đó là đối với phụ âm R chúng ta cần phải tròn môi. Rí, ridium, iridium. Rất đơn giản đúng không ạ? Và ở đây chúng ta có một quy luật đánh vần tiếng Anh nho nhỏ ở đây, đó là từ có dấu hiệu là U thì trọng âm sẽ rơi vào nguyên âm ngay trước nó, ngay trước bệ là RI được nhấn trọng âm. Đó, nguyên quy luật đánh vần tiếng Anh là để giúp chúng ta nhìn vào mặt chữ, biết được trọng âm của từ ở đâu. Chúng ta không còn cần phải tra phần phiên âm trong từ điển nữa. Đối với bình dân học vụ thì chúng ta vẫn cần phải tra phiên âm từ điển, và từ đó chúng ta sẽ tự tin đọc phiên âm của bất kỳ từ nào. Còn đối với chương trình đánh vần tiếng Anh, quy luật đánh vần tiếng Anh là chúng ta có thể dựa vào những quy luật để chúng ta nhìn đây, chúng ta biết được âm nào là âm được nhấn trọng âm, tại sao trọng âm rơi vào đó, và nguyên âm được đọc như thế nào, tại sao lại đọc như vậy. Đó, thì chúng ta có thể tham khảo thêm với cái đường link ở bên dưới phần mô tả của những phần video như thế này, để chúng ta có thể tham khảo thêm các đầu sách khác của GRL nhé. Xin chào thầy cô và các bạn, chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo.